Chí tôn chiến thần. Giang sách. Chương 811, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Hành động lộ liễu của Thang Kim Long, ai không mù cũng có thể nhìn ra, hành động này cũng khiến mọi người lo lắng về kết quả của thông báo này. Có phải giữa Thang Kim Long và Đinh Hồng Diệu có âm mưu gì đó không thể cho ai biết không? Ai biết được, dù sao có kết quả thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhìn Thang Kim Long đi về phía sân khấu, tay Đinh Mộng Nhiên đầy mồ hôi. Cô ghé sát vào Giang Sách và thì thầm, Thang Kim Long này thoạt nhìn không phải là người tốt, mắt đi mày lại với Đinh Hồng Diệu, nhất định đã sớm bị mua chuộc, sao có thể để một người như vậy công bố kết quả. Giang Sách cười khổ không nói lời nào. Việc ai đến nghiệm thu là do cục xây dựng đô thị bố trí, không phải anh nói người nào là người đó được. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Nếu Thang Kim Long thực sự cư xử không đúng mực và bị Đinh Hồng Diệu mua chuộc, thì chỉ có thể. Giang Sách lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và đặt nó lên bàn. Nếu kết quả thật sự có vấn đề gì xảy ra, anh sẽ không trơ mắt ngồi nhìn Đinh Phong Thành chết, nhất định phải nhờ Mộc Dương Nhất ra tay xử lý. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm lên sân khấu, chờ đợi thông báo kết quả. Thang Kim Long đi từng bước lên sân khấu và bắt tay với Đinh Phong Thành. Trước mặt mọi người, mặc dù trong lòng Đinh Phong Thành có hàng triệu nghi ngờ nhưng cũng không tiện nói ra. Anh Đinh, kết quả đã có, tôi sẽ lập tức tuyên bố. Đinh Phong Thành không còn gì để nói, mọi thứ đều phó mặc cho số mệnh. Thang Kim Long bước đến trước micro và chỉnh lại quần áo của mình. Đinh Tử Ngọc dưới khán đài trực tiếp hét lên, anh Thang, xin hãy công bố kết quả một cách công bằng, công chính và công khai, đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Ha ha, cái gì là công bằng, công chính, công khai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đinh Tử Ngọc này rõ ràng là đang nhắc nhở Thang Kim Long đừng phạm sai lầm, lại còn không biết kiềm chế trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ vì cô ta thực sự muốn nhìn thấy Đinh Phong Thành xấu hổ. Thang Kim Long mỉm cười gật đầu, cô Đinh, xin hãy yên tâm chúng tôi là cơ quan nghiệm thu do Cục Xây dựng Đô thị chỉ định, chúng tôi nhất định sẽ công bằng, công chính và công khai, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự che giấu nào. Nhìn bề ngoài, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, trong số những kẻ danh ma ở hiện trường, có ai không hiểu ý nghĩa của những lời này? Hai người bọn họ thiếu chút nữa công khai tuyên bố bọn họ đã liên thủ muốn chỉnh Đinh Phong Thành. Lần công bố kết quả này có vẻ không lạc quan lắm. Đinh Phong Thành đứng bên lề, xem, màn trình diễn tuyệt vời, của hai người họ, tức muốn nổ phổi. Vì giờ khắc này, anh ta không biết đã chuẩn bị bao lâu, tốn bao nhiêu công sức, nếu như bị Thang Kim Long phá hủy một cách đơn giản thì anh ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Trên khán đài, Giang Sách yên lặng đặt tay lên điện thoại. Sau khi kết quả được công bố, anh sẽ lập tức yêu cầu Mộc Dương Nhất can thiệp vào cuộc điều tra. Hô hấp của mọi người trở nên căng thẳng. Cuộc chiến, sắp bắt đầu. Thang Kim Long ho khan một tiếng, lấy cuốn sách công bố kết quả ra và đọc to trước micro trước mặt mọi người. Thưa các quý ông và quý bà, cảm ơn mọi người đã tới. Hôm nay tôi đến đây là muốn tuyên bố kết quả nghiệm thu giai đoạn 1 của dự án. Phía trước toàn là những lời khách sáo, ngữ cảnh, có nghe hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là vài từ cuối cùng. Đủ tư cách, hay không hợp cách. Tất cả mọi người nín thở. Không dám thở mạnh. Kết quả là gì? Thang Kim Long nói những từ cuối cùng bằng một giọng hùng hồn, kết quả nghiệm thu lần này đủ tư cách. Đủ tư cách? Hiện trường không có phản ứng gì, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể nói một lời. Ngay cả Giang Sách lần này cũng có chút trở tay không kịp. Anh vốn đã định nhắn tin cho Mộc Dương Nhất để giải quyết vấn đề, nhưng kết quả lại là đủ tư cách. Nói cách khác, không có vấn đề gì cả. Cái này... Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin vào tai mình. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Thang Kim Long và Đinh Hồng Diệu mắt đi mày lại, họ đều cho rằng Thang Kim Long đã bị mua chuộc, tại sao đột nhiên biến hóa nhanh như vậy? Những người bị sốc nhất là anh em Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc. Đặc biệt là Đinh Tử Ngọc, vừa rồi cô ta kiêu ngạo lâu như vậy, nhưng bây giờ, kết quả là một cú tát mạnh vào mặt cô ta. Đinh Tử Ngọc tức đến mức lồng ngực phập phồng. Chỉ vào Thang Kim Long trên sân khấu hỏi, anh Thang, xin anh nhìn cho rõ và suy nghĩ cẩn thận, kết quả nghiệm thu lần này có phải là đủ tư cách hay không không phải là chuyện anh có thể lừa gạt. Cô ta nóng nảy quá nên mới chất vấn Thang Kim Long trước công chúng mà không hề giữ thể diện. Nếu cô ta không giữ thể diện cho người khác, đừng trách người khác không giữ thể diện cho cô ta.
Thang Kim Long thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, chúng tôi là công ty nghiệm thu do Cục Xây dựng Đô thị chỉ định, đã nghiệm thu hàng trăm công trình kỹ thuật lớn nhỏ, có kinh nghiệm phong phú và thái độ chuyên nghiệp. Các người nghi ngờ tôi chính là nghi ngờ công ty chúng tôi, chính là nghi ngờ Cục Xây dựng Đô thị, chính là nghi ngờ chính phủ. Đinh Tử Ngọc, nếu cô cảm thấy Thang Kim Long tôi có điều gì đó không ổn, hãy đưa ra bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, hãy cẩn thận cái miệng của cô, nếu không, tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống và tung tin đồn thất thiệt. Mấy câu đã đánh thức người ta. Đinh Tử Ngọc cũng chỉ nhất thời nóng vội nên mới nói như vậy, không ngờ Thang Kim Long lại tàn nhẫn như thế. Đinh Hồng Diệu nhận thấy không ổn nên kéo Đinh Tử Ngọc ngồi xuống, tươi cười nói với Thang Kim Long, anh Thang, anh hiểu lầm rồi, em gái tôi không có ý nghi ngờ gì anh cả, cô ấy chỉ quan tâm đến dự án này thôi, quan tâm nên bị loạn ấy mà. Anh đại nhân có đại lượng, chắc sẽ không so đo với một cô gái phải không? Không hổ là Đinh Hồng Diệu, nói mấy câu đã dồn Thang Kim Long vào đường cùng. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Nếu anh thực sự so đo, điều đó có nghĩa là Thang Kim Long anh không có phẩm chất. Thang Kim Long không phải người dễ chọc, anh ta không phải Đinh Phong Thành, không đơn giản như vậy, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Không cho anh ta so đo với Đinh Tử Ngọc, phải không? Được rồi, vậy tôi sẽ so đo với Đinh Hồng Diệu anh. Thang Kim Long ngoài cười nhưng trong không cười, tôi đương nhiên sẽ không so đo với một người phụ nữ, chỉ là em gái anh hoài nghi tôi tự biện hộ vài câu mà thôi, ngay cả cơ hội biện hộ cũng không thể à. Ồ, đúng rồi. Thang Kim Long lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và đưa cho công chúng xem. Nhìn thấy chiếc chìa khóa này, sắc mặt của Đinh Hồng Diệu liên tục thay đổi, chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa căn biệt thự mà anh ta mua cho Thang Kim Long. Lúc này lấy ra làm gì? Muốn vạch mặt anh ta trước công chúng. Thang Kim Long cười gằn, xếp Đinh, nếu em gái của anh lo lắng tôi và nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp và năng lực nghiệp vụ của tôi, vậy cũng không cần thiết phải mời tôi đến nghiệm thu biệt thự của các người nữa rồi nhỉ. Nói xong, anh ta ném chìa khóa của Đinh Hồng Diệu lên không trung. Xếp Đinh, tốt hơn là các người nên mời Cao Minh khác đi. Cạch một tiếng, chiếc chìa khóa rơi xuống sàn trước mặt Đinh Hồng Diệu. Chương 812, lời cảm ơn chân thành tha thiết mà nhiệt tình. Sắc mặt của Đinh Hồng Diệu tái nhợt, vạch trần lỗi lầm của anh ta trước công chúng thế này khiến anh ta không thể xuống đài. Nhiều năm như vậy, ít nhiều gì anh ta cũng từng thất bại, nhưng chưa từng bị người ta tát vào mặt, như thế này trước mặt mọi người, điều này khiến trái tim kiêu ngạo của anh ta không thể chấp nhận được. Thứ rơi xuống không phải chìa khóa, mà là thể diện của anh ta. Anh, cảm giác được bầu không khí không đúng. Đinh Tử Ngọc vội vàng chạy tới cầm chìa khóa, kéo tay áo của Đinh Hồng Diệu. Trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ không phải là lúc bộc phát. Nhưng thật sự rất khó nuốt. Đinh Hồng Diệu trừng mắt nhìn Thang Kim Long. Anh ta thề chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ xé xác người đàn ông trước mặt thành trăm mảnh. Thang Kim Long cũng nhìn anh ta chằm chằm. Làm việc trong ngành này hơn 10 năm, có dạng người tàn nhẫn nào mà anh ta chưa từng thấy. Thang Kim Long chưa bao giờ là một kẻ sợ phiền phức. Hiện trường đặc biệt yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều là kẻ danh ma, đến lúc này còn có ai không hiểu. Đinh Hồng Diệu đã dùng căn biệt thự để mua Thang Kim Long nhưng kết quả ngược lại, Thang Kim Long cố chấp với bổn phận của mình và hoàn toàn không chịu nhận nhà, đồng thời làm nhục và vạch mặt Đinh Hồng Diệu trước công chúng. Lúc này, Đinh Hồng Diệu vô cùng mất mặt. Khá nhiều người bắt chéo chân hả hê xem, vì dù sao sự việc cũng chẳng liên quan gì đến họ. Nhìn nhau hồi lâu, Đinh Hồng Diệu hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Không bùng nổ. Anh ta vẫn còn lý trí. Nếu là một người bình thường thì đã sớm lao lên đài để hành hung Thang Kim Long rồi, nhưng Đinh Hồng Diệu vẫn có thể kiềm chế sự bốc đồng của mình, phải nói rằng anh ta vẫn có chỗ hơn người thường. Thang Kim Long cười lạnh hai tiếng, quay đầu lại nói với Đinh Phong Thành bên cạnh, anh Đinh, đây là giấy chứng nhận nghiệm thu, anh hãy cất kỹ, tránh cho phần tử không hợp pháp lấy đi tung lời đồn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe điển hình. Phần tử không hợp pháp không phải là mắng Đinh Hồng Diệu sao? Kỳ thật, tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm thấy rằng Đinh Hồng Diệu không cần phải ở lại nữa, anh ta đã chịu một thất bại nặng nề, ở lại sẽ chỉ làm tăng thêm trò cười cho thiên hạ. Trên sân khấu, Đinh Phong Thành thu hồi giấy chứng nhận và nói một cách cung kính, anh Thang, anh thực sự là nghiệm thu viên công chính, cảm ơn vì công việc của anh ngày hôm nay, cảm ơn. Đây là lời cảm ơn chân thành. Nếu Thang Kim Long không chống lại sự cám dỗ, kết quả của ngày hôm nay sẽ khó nói trước.
Nếu thực sự thất bại trong việc kiểm tra nghiệm thu, Đinh Phong Thành không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào. Thiệt hại về tiền chỉ là nhỏ, sợ rằng danh tiếng của mình sẽ bị tổn hại và sau này sẽ không thể thu hút đầu tư một cách suôn sẻ. Thang Kim Long thực sự đã cứu anh ta một lần. Anh Thang, anh vất vả rồi, mời ngồi. Không cần nghĩ, Đinh Phong Thành đã sớm dành sẵn một chỗ cho Thang Kim Long ở bàn trung tâm, bây giờ mới đúng lúc mời anh ta ngồi xuống. Thang Kim Long cũng không khách khí và trực tiếp ngồi xuống. Anh ta ngồi cạnh Giang Sách. Giang Sách cũng không nhìn chỗ khác mà nói thẳng, anh Thang, tôi thực sự cảm ơn sự công chính liêm minh của anh hôm nay. Anh đã giúp Đinh Phong Thành và chúng tôi, cảm ơn anh. Thang Kim Long xua tay. Sau đó, anh ta rót đầy một ly rượu, hai tay cầm ly, cung kính nói với Giang Sách, anh Giang, anh không cần khách sáo với tôi, đây đều là việc tôi nên làm. Nào, để tôi kính anh một ly, biểu đạt tình cảm cảm kích của tôi đối với anh. Những lời này khiến Giang Sách choáng váng. Cho dù Giang Sách cực kỳ thông minh, nhưng cũng không thể hiểu được những lời này của Thang Kim Long là có ý gì. Người nên cảm ơn là Giang Sách mới đúng chứ, và tất nhiên Giang Sách phải là người chủ động kính rượu, tại sao Thang Kim Long lại chủ động kính rượu? Điều này thật không hợp lý. Ngay cả Đinh Mộng Nhiên cũng lộ vẻ khó hiểu, nhỏ giọng hỏi, ông xã, anh rất thân với anh Thang à? Giang Sách nhún vai, tỏ vẻ hoàn toàn không biết anh ta. Thật kỳ lạ, mọi người đều không biết nhau. Tại sao Thang Kim Long lại khách sáo với Giang Sách như vậy? Thang Kim Long nhìn thấy sự nghi ngờ của Giang Sách, cười nói, anh Giang, xin vui lòng để tôi kính ly rượu này cho anh trước, sau đó sẽ giải thích lý do. Được. Giang Sách chạm ly với Thang Kim Long, ai nấy đều uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống một ly, Thang Kim Long đặt ly xuống và nói, anh Giang, anh có thể không biết tôi, nhưng lại có ơn lớn với tôi. Những gì tôi làm hôm nay chỉ là để báo đáp lòng ân tình của anh. Tình. Ở đâu ra? Giang Sách nói, nhưng chúng ta dường như chưa biết mặt nhau thì phải. Sao lại nhắc đến hai chữ, ân tình? Thang Kim Long cười lớn, anh Giang, để tôi nhắc nhở anh. Tôi tên là Thang Kim Long, họ Thang. Thang. Giang Sách hơi cau mày, tự hỏi liệu anh có biết ai có họ này không? Đột nhiên, anh nhớ ra. Chẳng lẽ Thang Giai Văn? Hiệu trưởng Đại học Y khoa, với anh là... Thang Kim Long cười to, đúng vậy, là ba tôi. Hóa ra Thang Giai Văn là ba của Thang Kim Long, bây giờ mọi nghi ngờ đã được thông suốt. Thang Giai Văn khi đó đã làm nhục Giang Sách không những không hận mà còn giúp Thang Giai Văn cứu mạng các sinh viên, đây là một ân lớn. Mặc dù Thang Giai Văn không kịp báo đáp, nhưng con trai của ông ta là Thang Kim Long đã thực sự báo đáp cho Giang Sách. Thang Kim Long nói, ba tôi có thể đã phải ngồi tù vì chuyện đã xảy ra. May mắn mà anh đã ra tay giúp nên mới để ba tôi lấy công chuộc tội được. Mặc dù ông ấy không thể làm hiệu trưởng nhưng ít nhất không phải ngồi tù. Suy nghĩ một chút, khi đó anh không để ý việc bị ba tôi sỉ nhục như vậy, còn không so đo hiềm khích trước đây giúp đỡ ba tôi, anh thật sự là người tốt. Vì vậy, khi tôi biết Đinh Hồng Diệu sẽ làm hại Đinh Phong Thành và anh, tôi đã quyết định trừng phạt anh ta thật nặng. Thứ nhất, để thể hiện phẩm chất cao đẹp của các thanh tra viên của chúng tôi, thứ hai, để báo đáp lòng tốt của anh Giang. Anh đã cứu ba tôi, là đã cứu Thang Kim Long tôi, cả đời này tôi cũng không báo đáp được hết ân tình này. Giang Sách vô cùng cảm động. Thang Kim Long này không chỉ là một người nhân phẩm cao thượng, mà còn là một người con hiếu thảo. Một tài năng xuất chúng như vậy sau này có thể đặc biệt đề bạt một chút. Hai người nhìn nhau cười, lại tiếp tục uống rượu. Sau khi uống vài ly rượu, Thang Kim Long nhỏ giọng nhắc nhở, anh Giang, anh nên chú ý đến Đinh Hồng Diệu đó nhiều hơn. Tôi đoán anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, hôm nay còn muốn nhắm vào anh. Còn muốn nhắm vào tôi. Đúng vậy, tối hôm qua lúc anh ta mua chuộc tôi ở ngoài cửa đúng lúc nghe được hình như bọn họ đang bàn bạc để khiến anh và Đinh Phong Thành trở mặt với nhau. Cụ thể làm như thế nào thì không biết, nhưng nhất định sẽ không phải chuyện tốt. Giang Sách gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở. Trên sân khấu, sau một bài phát biểu dài, Đinh Phong Thành xem như đã nói đủ. Cuối cùng, anh ta chân thành cảm ơn, cuối bài phát biểu của tôi muốn cảm ơn một người. Nếu không có người này, Đinh Phong Thành tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Đối với tôi, cậu ấy là cha mẹ tái tạo của tôi. Nói một cách chính trọng như vậy, có thể thấy rằng người này phải có một vị trí rất quan trọng trong lòng Đinh Phong Thành. Cùng lúc đó, Giang Sách ngồi bên trong bất chi bất giác nổi da gà khắp người. Anh có cảm giác người này là...
Đinh Mộng Nhiên ho khan một tiếng, nhếch miệng cười nói, ông xã, em nói đúng không? Em đã nói anh hai nhất định đang nghĩ nên cảm ơn anh như thế nào mà, đúng không? Cảm ơn là tốt, nhưng Giang Sách không thích làm như vậy cho lắm. Anh là một người quen khiêm tốn. Cảm ơn cũng được, nhưng uống riêng với nhau hai ly là đủ rồi, không cần phải làm lớn như vậy. Bây giờ Giang Sách nổi da gà khắp người, có chút bồn chồn. Ninh Phong Thành không quan tâm lắm, tuyên bố, người có ân nặng như núi với tôi là em rể của tôi Giang Sách. Nói xong, anh ta giơ tay chỉ vào Giang Sách. Tức thì, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Giang Sách. Còn Giang Sách, anh cúi đầu, xấu hổ, giống như một cô gái mới lớn, rất xấu hổ. Ninh Mộng Nhiên ở bên vui vẻ cười run cả người, không ngừng kéo áo Giang Sách nói, ông xã, anh ngại ngùng gì vậy? Mau ngẩng mặt lên cho mọi người xem kìa, rất nhiều người đang nhìn anh đấy. Giang Sách vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Thật là buồn cười, đường đường chiến thần Tu La, đường đường người tổng phụ trách khu Giang Nam, vậy mà lại có lúc xấu hổ. Nếu như Mộc Dương Nhất biết chuyện này, hoặc là thuộc hạ thập nhị cung Hoàng Kim biết chuyện, thế nào cũng phải núp sau lưng cười mấy tháng. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ninh Phong Thành vẫn còn đang đơn phương bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh ta vỗ tay và hô to một tiếng, ban nhạc, lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thổi kèn đàn hát, các loại nhạc cụ được cất lên, một giai điệu vui tươi vang vọng khắp hội trường. Chàng trai thổi sáo vòng tới vòng lui bên cạnh Giang Sách, vừa thổi vừa uốn éo một điệu nhảy kỳ lạ, bước đi với những bước đi kỳ lạ. Người đánh trống không ngừng đánh trống đối diện với Giang Sách, nhịp điệu vui vẻ và nhanh nhỏ. Mặc dù vui vẻ, tuy nhiên cũng không tránh khỏi có chút thô tục. Giang Sách giống như một cô gái lớn sắp lấy chồng, ngượng ngùng, bất đắc dĩ, cười khổ cúi đầu, không nói lời nào. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Mộng Nhiên vui đến phát điên. Giữa niềm hân hoan, Đinh Phong Thành cũng bắt đầu màn trình diễn của mình. Anh ta lớn tiếng nói, để tỏ lòng biết ơn, tôi đã đặc biệt đặt một chiếc bánh mô hình sống một cho em rể tốt của mình. Nào, đẩy bánh lên đi. Cái gì thế này? Trong lòng Giang Sách kêu khổ không ngừng, trong lòng thầm nhủ Đinh Phong Thành có thể đừng gây rắc rối nữa được không? Đủ rồi, không cần phải làm quá như vậy chứ. Nhưng Đinh Phong Thành không cảm thấy là quá chút nào, còn cảm thấy mình cực kỳ chân thành, cho rằng sự chân thành của anh ta nhất định đã khiến Giang Sách cảm động. Thật sự khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Không lâu sau, một chiếc bánh kem khổng lồ được đẩy vào đại sảnh. Cùng với các nhạc công, chiếc xe được đẩy đến bàn của Giang Sách rất nhịp nhàng, sau đó, cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười vén tấm vải đỏ lên. Dưới tấm vải đỏ là một tấm kính tre, bên trong tấm tre là bánh đặt trước, bánh mô hình người thật. Ngoại hình là Giang Sách chắp tay sau lưng, trèo lên cao và nhìn về phía xa. Nói chứ, thực sự có một chút thần vận của Giang Sách, trông khá uy vũ và khí phách. Ninh Mộng Nhiên là người đầu tiên dẫn đầu vỗ tay, đẹp, đẹp. Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ, chỉ có Giang Sách than thở trong lòng, hy vọng thời khắc đau đớn này có thể nhanh chóng qua đi. Chương 813, tấm lòng bao dung. Nhìn thấy cái bánh kem mô hình thật lớn đang được đẩy qua đây, trong lúc nhất thời Giang Sách cũng không biết phải giải quyết như thế nào, anh vào sinh ra tử ở Tây Cảnh không biết bao nhiêu lần nhưng lại không có lần nào khiến anh lo lắng và căng thẳng như bây giờ. Trong lúc mọi người vẫn còn phấn khích reo hò thì tai nạn đã xảy ra. Cũng không biết lý do vì sao mà phần, đỉnh của chiếc bánh lại đột nhiên lật ngang rồi rớt thẳng xuống đất. Bẹp một tiếng tiếng, lớp bánh rơi mạnh xuống đất nát đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu. Tiếp đó, toàn bộ cái bánh từ từ bung ra giống như hiệu ứng domino, từng lớp bánh lần lượt rơi xuống cho đến khi toàn bộ chiếc bánh đều nằm la liệt dưới nền đất. Bẹp, bẹp, bẹp. Một cảnh tượng khiến người xem vừa ghét bỏ vừa sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người có mặt hiện trường đều ngẩn người không nói được lời nào, ban đầu mọi người còn trầm trồ khen ngợi nhưng hiện tại sắc mặt của ai cũng trở nên khó coi. Có người chỉ đứng hóng chỉ sợ không lớn chuyện, cũng có người lắc đầu thầm nói thôi xong ở trong lòng, đa phần đều bày ra thái độ không liên quan đến mình nên gạt qua một bên không quan tâm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, nhạc công trong ban nhạc cũng theo đó dừng công việc đàn hát của mình lại. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn đống bánh ngọt nằm ngổn ngang dưới sàn vì không biết nên xử lý thế nào. Hai anh em Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc đứng trong đám đông nhếch môi nở nụ cười đắc ý. Đinh Hồng Diệu nhìn thoáng qua em gái của mình, tuy không nói gì nhưng ánh mắt của anh ta dường như muốn biểu đạt một câu, làm tốt lắm. Bọn họ đã sớm biết chuyện Đinh Phong Thành muốn chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho Giang Sách để thay lời cảm ơn,
nhưng Đinh Tử Ngọc đã làm cách nào lại có thể hành động thuận lợi như vậy? Là do Đinh Tử Ngọc đã ra tay với cái bánh ngọt kia từ lúc sáng sớm, hiện tại tận mắt chứng kiến đống, rác, nằm ngổn ngang dưới sàn, chứng kiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu khiến Đinh Tử Ngọc rất muốn nhìn xem Đinh Phong Thành sẽ giải thích thế nào. E rằng cho dù có giải thích như thế nào cũng không thỏa đáng cho lắm nhỉ. Đây rõ ràng là cố ý làm nhục Giang Sách, không biết người khác nghĩ thế nào nhưng nếu chuyện này xảy ra với Đinh Tử Ngọc thì chắc chắn cô ta sẽ nổi điên mà trở mặt rồi rời đi ngay lập tức. Từ nay về sau sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Đinh Phong Thành, đừng mong cô ta cam chịu bị người ta khi dễ. Vẻ mặt của Giang Sách vẫn vô cùng bình tĩnh không lộ ra chút biểu cảm nào, có rất nhiều người cảm thấy Giang Sách đang tức giận, đặc biệt là Đinh Mộng Nghiên. Vất vả lắm cô mới tạo điều kiện cho Đinh Phong Thành và Giang Sách làm hòa, bọn họ đã chung sống hòa thuận trong suốt khoảng thời gian qua nên cô chắc chắn sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trở mặt chỉ vì một cái bánh đâu, nhất là khi Đinh Phong Thành đang muốn làm một chuyện rất có ý nghĩa như lúc này. Ông xã, Đinh Mộng Nghiên muốn lên tiếng giải thích giúp Đinh Phong Thành nhưng không biết phải mở lời như thế nào mới tốt. Ở bên này, Đinh Phong Thành cực kỳ lúng túng bước xuống khỏi sân khấu, nhìn đống bánh ngọt vương vãi khắp sàn. Có đôi lần anh ta đã định mở miệng nhưng không thể nói được thành lời. Anh ta rất bực bội nhưng cũng đầy thất vọng, rõ ràng muốn cảm ơn Giang Sách vì những gì anh đã làm cho anh ta trong suốt thời gian qua, nhưng vì sao mọi chuyện lại biến thành thảm cảnh như bây giờ chứ? Anh ta đúng là vô dụng mà, chỉ một chuyện còn con thôi mà cũng có thể sắp xếp tới hỏng bét như vậy, nói cho cùng anh ta chỉ là một tên ăn hại không làm được gì ra hồn mà thôi. Một chút tự tin vừa mới xuất hiện của Đinh Phong Thành cũng theo đó tan thành mây khói. Giang Sách, tôi. Đinh Phong Thành cắn cắn môi kiên trì muốn nói hết câu nhưng Giang Sách đã giơ tay bảo anh ta im lặng. Không cần phải nói, đừng nói gì cả, còn cái gì có thể nói nữa chứ. Giang Sách đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, sắc mặt của anh vẫn bình thản như cũ nhưng tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt nín thở. Ai nấy đều biết sự bình tĩnh đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong có lẽ sắp bùng nổ như núi lửa phun trào rồi. Tiếp theo anh sẽ làm gì? Bỏ qua hay sẽ trực tiếp ra tay với Đinh Phong Thành? Đinh Mộng Nghiên vừa căng thẳng vừa lo sợ nhìn về phía Giang Sách, nói thật thì cô không muốn chứng kiến cảnh người một nhà lại gây khó dễ lẫn nhau, cho dù là Đinh Phong Thành hay Giang Sách thì đó đều là người nhà của cô, một người là anh hai, một người là chồng của cô. Ông trời ạ! Tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trong giây phút mọi người cho rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu sắp kéo đến thì cơ mặt vốn đang kéo căng của Giang Sách lại bất chợt, giãn ra, Giang Sách phụt một cái bật cười thành tiếng. Cười, vào thời điểm thế này mà còn cười được à? Anh đang nghĩ cái gì thế? Giang Sách nhìn Đinh Phong Thành sau đó nở một nụ cười xấu xa, Phong Thành, anh cũng giỏi phết nhỉ, ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc trước cách cảm ơn đặc biệt của anh đấy. Cảm ơn. Đặc biệt, Đinh Phong Thành nghe xong như lạc trong sương mù. Giang Sách nói tiếp, người Trung Quốc chúng ta rất chú ý đến lời chúc tuổi mới bình an, cho nên anh mới cố tình thiết kế bánh ngọt trông giống như rơi vãi để chúc tôi tuổi mới bình an, sống lâu trăm tuổi đúng không? Phong Thành, anh có lòng thật đó, cảm ơn ý tưởng độc đáo mà anh đã dày công chuẩn bị cho tôi. Chậc chậc, làm bánh ngọt rơi thế này cũng không dễ dàng gì, chắc hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể làm được. Chỉ vài ba câu đã có thể che lấp sai sót của Đinh Phong Thành, chẳng những không chỉ trích Đinh Phong Thành mà ngược lại còn khen ngợi anh ta, mọi người đều nhìn ra được Giang Sách cố ý nói như vậy là để biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Vào khoảnh khắc đó, khóe mắt của Đinh Phong Thành đã đong đầy nước mắt. Trong tình huống như vậy mà Giang Sách vẫn che chở cho mình, rõ ràng đây là sai sót của Đinh Phong Thành, rõ ràng đây là hành động không tôn trọng Giang Sách nhưng Giang Sách hoàn toàn không suy nghĩ đến bản thân. Vẫn một mực giữ gìn danh dự cho Đinh Phong Thành. Phải là người có tấm lòng bao dung thế nào mới có thể rộng lượng thế này chứ? Đinh Phong Thành âm thầm thề trong lòng, từ giờ phút này trở đi mạng của anh ta sẽ thuộc về Giang Sách, vì Giang Sách, cho dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa anh ta cũng không chối từ. Tuy nhiên, vẫn có một số người không hề thấy vui vẻ trước cảnh tượng này. Đinh Tử Ngọc nói với giọng điệu đầy châm chọc, rõ ràng là chuẩn bị không chu toàn thế mà lại bao biện là tuổi mới bình an gì đó, đúng là già mồm át lẽ phải. Nếu thật sự muốn chúc tuổi mới bình an thì cần gì phải làm mọi thứ văng đầy ra đất như thế. Làm vậy chỉ tổ lãng phí một cái bánh ngọt mà thôi. Đinh Mộng Nghiên trợn trừng mắt liếc Đinh Tử Ngọc, khó khăn lắm mới có thể xử lý chuyện này một cách chu toàn, vậy mà lại bị mấy câu nói bừa của người phụ nữ xấu xa này kéo ngược trở về. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi. Xong,
Giang Sách chỉ mỉm cười đáp, rơi nát thì sao? Cái bánh cũng không vì thế mà bị lãng phí. Nói xong, Giang Sách ngồi xổm xuống giơ tay quệt một góc của cái bánh ngọt rồi đặt một quả anh đào nhỏ lên trên, sau đó anh trực tiếp đưa miếng bánh ngọt kia vào miệng ngay trước mặt mọi người. Ung dung nhấm nháp hương vị rồi từ từ nuốt xuống. Mùi vị rất ngon, Phong Thành, tiệm bánh mà anh chọn cũng không tệ nha, sau này tôi muốn đặt bánh chắc chắn sẽ ghé nơi này. Ninh Phong Thành đã sắp không kìm được nước mắt, chỉ vì một người như anh ta mà Giang Sách lại cúi người nhặt cái bánh đã rơi xuống đất lên ăn, thậm chí còn ăn đến ngon lành nữa, loại tinh thần hy sinh vì người khác này khiến lòng anh ta cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn rất nhiều. Ninh Phong Thành không nói lời nào đã ngồi chồm hổm dưới đất nhặt một miếng bánh ngọt lên ăn cùng với Giang Sách, vừa ăn vừa lau nước mắt, rất ngon, thật sự rất ngon. Ninh Mộng Nhiên ở bên cạnh không ngồi yên nữa, cô cũng giơ tay nhặt một miếng bỏ vào miệng. Thang Kim Long thấy vậy cũng cười ha ha nói, chà, mấy người ăn từ từ thôi, chừa cho tôi một miếng với. Anh ta vừa nói vừa đi nhặt một miếng bánh to để ăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, số bánh rơi vãi dưới đất không những không trở thành ngòi lửa khiến Giang Sách và Đinh Phong Thành trở mặt thành thù, mà ngược lại còn trở thành chất xúc tác để củng cố tình nghĩa giữa bọn họ, mà tất cả đều do sự rộng lượng của Giang Sách. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng tự động hiểu tình huống hiện tại, để lấy lòng Đinh Phong Thành và xây dựng mối quan hệ hữu nghị với châu báu Hằng Tinh, không ít người thuộc tầng lớp thượng lưu cũng nhanh chóng cúi người nhặt những mảnh vụn của bánh ngọt bị rơi xuống nền đất lên ăn. Vốn dĩ sẽ trở thành một thảm cảnh nhưng kết quả lại biến thành một bộ phim hài. Ninh Tử Ngọc tức giận muốn lệch mũi, cô ta căm phẫn nói, nên gọi chuyện này là gì nhỉ? Một đám người ngồi dưới đất giành giật đồ ăn với nhau, thật giống với lũ chó hoang, đúng là ghê tởm. Những người cùng nghe vậy bèn khó chịu ra mặt, hừ, cô nói gì đó. Từ đầu tới cuối cô chỉ biết đứng đó nói kháy, loại phụ nữ đanh đá như cô đến đây để gây sự đúng không? Tôi đã chướng mắt cô ta từ lâu rồi, chỉ biết phá hoại thôi. Có người còn chỉ thẳng vào Đinh Tử Ngọc, tôi cho cô 3 giây, mau cút khỏi đây, nếu còn không cút thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đấy. Đinh Tử Ngọc chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, lúc này cô ta tức tối đến mức cả người phát run. Mấy người dám? Lúc cô ta đang định ngang ngạnh chống đối với đám người này thì Đinh Hồng Diệu đã đứng dậy kéo tay cô ta bước ra ngoài. Anh làm gì vậy? Chúng ta không thể đi, chúng ta không thể trốn chạy, chúng ta không thể để thua Đinh Phong Thành. Không muốn thua nhưng chắc chắn sẽ thua, sự thật chính là sự thật, chuyện này không thể thay đổi được. Đinh Hồng Diệu kéo Đinh Tử Ngọc bước ra ngoài không hề dừng lại, mặt của anh ta đã trắng bệch như tờ giấy. Nếu nói sự phản bội của Thang Kim Long là do bọn họ không đủ cẩn thận, thì việc thất bại của cái bánh ngọt là do Đinh Hồng Diệu đã thua trước sự rộng lượng của Giang Sách, anh ta càng cố chứng tỏ mình mạnh hơn Giang Sách thì kết quả càng thất bại thảm hại. Dần ra Đinh Hồng Diệu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, suốt nhiều năm qua đây là lần đầu tiên sau anh ta cảm thấy mình có thể sẽ thua người khác, một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa từng có. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, có lẽ Giang Sách chính là khắc tinh của anh ta. Trong đám người, Giang Sách ăn một miếng bánh rồi bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, đồng thời thản nhiên nhìn bóng dáng Đinh Hồng Diệu đang rời khỏi đại sảnh, trong mắt lóe lên một tia khó lường. Sau chuyện hôm nay Giang Sách đã hạ quyết tâm, xem ra đã đến lúc không thể không loại bỏ tên Đinh Hồng Diệu này rồi. Tuyệt đối không thể giữ lại. Đúng lúc này Đinh Mộng Nghiên hơi nghiêng người về phía Giang Sách, sau đó nhẹ nhàng nói, ông xã, cảm ơn anh. Giang Sách nhìn Đinh Mộng Nghiên cười xấu xa nói, chỉ cảm ơn xuông thôi à. Có vẻ hơi qua loa đấy nhỉ. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, thế anh còn muốn gì nữa? Anh muốn, Giang Sách cố ý quay mặt sang một bên rồi chỉ vào má mình. Đinh Mộng Nghiên đỏ mặt nói, gì thế hả? Ở đây có nhiều người lắm đó. Giang Sách thở dài, ầy, quả nhiên em chỉ nói cho có lệ thôi. Đã nói mà, luận tài ăn nói cô không bao giờ có thể thắng được Giang Sách. Đinh Mộng Nghiên đỏ mặt, trái tim trong ngực cũng phập phồng liên hồi, cô thu hết can đảm cúi người chuẩn bị hôn lên mặt Giang Sách bằng đôi môi đỏ tươi và ấm áp của mình. Thế nhưng, Giang Sách lại trở mặt trở lại vào giây phút quan trọng thế này. Đinh Mộng Nghiên hoàn toàn không kịp phản ứng, kết quả là nụ hôn của Đinh Mộng Nghiên rơi vào môi của Giang Sách trước mắt rất nhiều người, còn Giang Sách thì ném phăng cái ly đang cầm mà ôm chầm lấy Đinh Mộng Nghiên đầy thâm tình. Ồ, Đinh Phong Thành đứng ở bên cạnh vội vàng la ó ầm ĩ, khiến bầu không khí sôi nổi trở lại. Chương 814, lời nói ú rũ. Bầu không khí dần trở nên sôi nổi,
Một lát sau Giang Sách bước lên sân khấu và nói vào microphone, kính thưa quý ông và quý bà, hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, tôi muốn nói mọi người một chuyện. 3 ngày sau châu báu hành tinh của chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, đó là chế tác 1000 viên đá thô ngay tại chỗ. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến hiện trường để quan sát, hơn nữa chúng tôi sẽ tổ chức một loạt hoạt động để mọi người có thể mua đá thô và tận mắt nhìn chúng được cắt rũa ra thành phẩm. Nếu có thể chọn được những viên đá thô thuộc hàng cực phẩm thì xem như lời to rồi. Vừa nghe thấy có hoạt động hay ho như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều vui mừng như sắp nở hoa. Yên tâm, 3 ngày nữa tôi sẽ tham gia đúng giờ. Nhất định chúng tôi sẽ ủng hộ hoạt động của châu báu hành tinh. Dưới sân khấu đồng loạt vang lên tiếng reo hò. Giang Sách khẽ cúi người như một lời cảm ơn chân thành gửi đến mọi người, sau đó anh mới bước xuống khỏi sân khấu. Toàn bộ bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc, cuối giờ Đinh Mộng Nghiên khẽ kéo tay Giang Sách bước ra khỏi sảnh, Đinh Phong Thành ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Giang Sách, chờ một chút. Giang Sách quay đầu nhìn anh ta, có chuyện gì sao? Đinh Phong Thành vô cùng biết ơn nói, Giang Sách, thực sự cảm ơn cậu vì mọi chuyện cậu đã làm, nếu không có cậu thì e rằng tôi đã mất hết mặt mũi rồi. Giang Sách mỉm cười, người một nhà phân biệt tôi anh cái gì chứ? Người một nhà. Đinh Phong Thành ngẩn người hết một lúc, đúng vậy, anh ta và Giang Sách là người một gia đình, cảm giác trở thành gia đình. Thật sự rất tuyệt vời. Anh ta nghiêm túc nói, Giang Sách, nói thật thì tôi vẫn muốn nghiêm túc nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Từ hôm nay trở đi cái mạng này của tôi chính là của cậu, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó, sau này tôi sẽ vì cậu. Dừng, Giang Sách xấu hổ nói, anh chỉ cần là chính mình. Không cần nghĩ nhiều như vậy đâu. Không, tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Giang Sách chỉ đành lắc đầu, một khi tên ngốc này quyết tâm làm gì đó thì quả thật rất khó để anh ta thay đổi, vì thế Giang Sách bèn nói, đúng lúc tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp ngay bây giờ. Ninh Phong Thành bày ra vẻ mặt hăng hái nói, chuyện gì? Cậu nói đi, nhất định tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Đó là sau này anh đừng nói mấy lời hoa hòe hoa sói như phải làm cái này phải làm cái kia nữa, tôi thật sự không thích chút nào đâu. À, Ninh Phong Thành ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi tưởng mình làm hầm hố một chút thì cậu sẽ thích, thật ngại quá. Giang Sách giơ hai tay khẽ nhún vai, chuyện tôi ghét nhất là mấy lễ nghi phiền phức này, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi thì mời tôi một bữa cơm hoặc uống vài ly rượu với tôi là được rồi. Giang Sách nói xong sắc mặt cũng dần thay đổi. Anh lên tiếng nhắc nhở, tôi nói nghiêm túc này Phong Thành, anh phải đề phòng Đinh Hồng Diệu đấy. Người như anh ta không những rất hẹp hòi mà còn lắm mưu ma trước quỷ, lần này anh ta thất bại thảm hại như vậy cũng không biết tiếp theo sẽ bày ra cách gì để tiến hành trả thù, dù sao anh cũng phải chú ý một chút. Đinh Phong Thành gật đầu, yên tâm đi, rút kinh nghiệm từ bài học lần này, tôi đã biết cách đối phó với Đinh Hồng Diệu rồi. Biết cách đối phó với Đinh Hồng Diệu. Ha ha. Anh ta nói vậy là quá coi thường Đinh Hồng Diệu rồi, ngay cả Giang Sách cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu thủ đoạn của Đinh Hồng Diệu nữa là. Ví dụ như chuyện ngày hôm nay, nếu không có Thang Kim Long ra tay giúp đỡ thì e rằng Đinh Phong Thành đã ngã một cú đau điếng rồi. Được, vậy anh chú ý nhiều hơn một chút, chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, Giang Sách bèn dẫn Đinh Mộng Nghiên rời đi. Đúng lúc này, tại Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố, Rip bước xuống giường mặc quần áo. Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, cơ thể của anh ta đã hoàn toàn hồi phục. Còn về vết thương ở trong lòng thì nhất thời vẫn chưa thể lành lại, e rằng chỉ khi giải quyết được Giang Sách thì trái tim của anh ta mới có thể hoàn toàn lành lặn như lúc đầu. Bộp bộp bộp, một loạt tiếng bước chân lần lượt truyền đến, Đan Long Hưng đàn em của Rip đi đến. Tổng giám đốc, thủ tục xuất viện đã hoàn tất, anh có thể xuất viện bất kỳ lúc nào. Rip cầm thủ tục xuất viện chuẩn bị ra ngoài. Chuyện là bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đến thủ đô hợp mặt với ông Ngô hay sao? Đan Long Hưng hỏi. Rip nhướng mày, não của cậu bị uống nước rồi hả? Chuyện của Giang Sách còn chưa giải xong thì về thủ đô làm gì? Cậu còn mặt mũi mà về đấy à? Đan Long Hưng cúi đầu, sau đó nói với giọng điệu dầu dĩ, bất kể là mưu trí hay bản lĩnh, Giang Sách đều chiếm vị trí đầu, chúng ta đã phải nếm trải quá nhiều cay đắng từ chỗ anh ta rồi, ngay cả ông Ngô cũng bảo chúng ta đừng đối đầu với anh ta nữa. Vì vậy Tổng Giám Đốc à, tôi cảm thấy chi bằng chúng ta từ bỏ đi. Hơn nữa bác sĩ đã nói bệnh của anh không thể chữa khỏi hoàn toàn,
Tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng vẫn phải cẩn thận đừng quá nóng vội, nếu lại đối đầu với Giang Sách lần nữa thì nói không chừng sẽ bị chọc tức chỉ còn nửa cái mạng, đến lúc đó vết thương mới và vết thẹo cũ đồng loạt phát tác sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng đó. Vì vậy đề nghị của tôi là chúng ta hãy rút lui đi. Anh hùng phải biết tránh cái hại trước mắt, cho nên chúng ta cứ công nhận điều đó đi, chờ sau khi đến thủ đô chúng ta sẽ bắt tay với ông Ngô gây dựng sự nghiệp lớn hơn. Một khi vị vua quay trở lại chúng ta sẽ quay về khu Giang Nam, đến khi đó chỉ cần tùy tiện nhấc chân cũng có thể đạp chết tên Giang Sách nhỏ nhoi kia. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng đã trở nên ảm đạm, Rick giơ tay rút con dao gọt hoa quả trên bàn, sau đó kề ngay vào cổ Đan Long Hưng, ép anh ta dán sát vào tường. Tổng Giám Đốc, anh muốn làm gì? Đừng kích động mà, Đan Long Hưng hoảng sợ đến mức sắp tè ngay trong quần. Rick là một người rất tàn nhẫn. Anh ta xuống tay không hề phân biệt nặng nhẹ, có quỷ mới biết liệu anh ta có lỡ tay giết chết mình hay không. Rick nhìn Đan Long Hưng với ánh mắt âm u lạnh lẽo, tiếp đó hung tợn nói, nếu cậu còn dám nói mấy lời ủ rũ này nữa thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cái mạng nhỏ này của cậu đâu. Nhớ kỹ, không được có lần sau. Đan Long Hưng nuốt nước bọt, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vâng, tôi biết rồi, sau này tôi không dám tái phạm nữa. Rick nhìn chằm chằm vào anh ta thêm mấy giây mới cất con dao gọt hoa quả đi, động tác lưu loát liền mạch có thể nói là tràn đầy kinh nghiệm. Đan Long Hưng sờ sờ cổ mình, da của anh ta đã bị cứa rách, chỉ cần sâu thêm vài cm nữa thì e rằng cái mạng nhỏ của mình đã không còn rồi. Người ta nói gần vua như gần cọp, Đan Long Hưng cảm thấy ở cạnh Rick cũng không khác gì ở bên cạnh con cọp cả, nếu không cẩn thận thì cái mạng nhỏ sẽ bị nó ngoạm mất, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Anh ta kinh hồn bạt vía hỏi, Tổng Giám Đốc, chúng ta phải đối phó với Giang Sách như thế nào? Bước tiếp theo anh đã có kế hoạch gì chưa? Hiện tại bọn họ không có công ty cũng không có tiền, bọn họ lấy gì đối đầu với Giang Sách đây? Rip híp mắt thản nhiên nói, 3 ngày sau, Giang Sách sẽ bắt tay với toàn bộ các công ty châu báu của thành phố để tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp vô cùng hoành tráng, đến lúc đó tôi muốn anh ta chết mà không có chỗ chôn. Tôi ngã ở đâu anh ta cũng phải ngã ở đó. Tôi muốn dùng gậy ông đập lưng ông, Giang Sách, anh cứ chờ chết đi. Chương 815, Lim Yêu Hoán Thái Tử. Hai người rời bệnh viện và lên một chiếc ô tô màu xám. Đan Long Hưng hỏi, Tổng Giám Đốc, bây giờ chúng ta đi đâu? Rip trầm giọng nói, kho hàng. Kho hàng. Mặc dù công ty đã bị thế chấp cho ngân hàng nhưng lô hàng giá trị cao vừa mới mua vẫn được giữ lại. Trước đây lúc phát sóng trực tiếp công đoạn cắt rũa vẫn còn một lượng lớn hàng hóa vẫn chưa sử dụng hết, tất cả đều được dọn vào kho, về cơ bản thì mấy thứ này đều bị xếp vào sản phẩm tạp nham. Số sản phẩm tạp nham này căn bản không có ai để ý tới, đương nhiên ngân hàng cũng vậy, người mua ở các nơi cũng không ai ngốc đến nỗi mua mấy thứ này, cho nên tạm thời bị chất đống bên trong kho hàng. Đan Long Hưng không hiểu nên vội hỏi, Tổng Giám Đốc, chẳng phải lô hàng đó đều là sản phẩm tạp nham sao? Ngài quên là chúng ta bị lô hàng đó lừa chết như thế nào à? Tự nhiên trở về tìm cái thứ xui xẻo đó làm gì? Rip hừ lạnh một tiếng, tên khốn Giang Sách dám dùng một đống sản phẩm tạp nham để hãm hại tôi, anh ta có thể dùng lô sản phẩm tạp nham này để hãm hại tôi thì lý gì tôi lại không được dùng nó để hãm hại lại anh ta chứ? Hãm hại anh? Nhưng phải hãm hại thế nào? Với năng lực của Giang Sách, tuyệt đối không có chuyện sẽ mua đống sản phẩm tạp nham này về. Thế thì phải hãm hại Giang Sách như thế nào? Đan Long Hưng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Rip nói thẳng, đừng hỏi nhiều như vậy, đến kho hàng. Vâng, Đan Long Hưng đạp ga phi thẳng đến kho hàng. Phía bên kia, trong căn biệt thự cũ nát, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trên ghế sofa ở nhà nghiên cứu hoạt động cắt rũa sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu vào 3 ngày tới. Đây là hoạt động quan trọng giúp châu báu hàng tinh mở rộng tầm ảnh hưởng và vươn lên vị trí dẫn đầu ở khu Giang Nam, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì. Hiện tại hai vợ chồng bọn họ một người là tổng giám đốc của châu báu hàng tinh, một người là giám đốc thu mua, cả hai đều nắm giữ chức vụ cao trong công ty, mà hoạt động lần này do bọn họ toàn quyền điều hành, hơn nữa còn phải trực tiếp chịu trách nhiệm nên không thể buông lỏng. Tô Cầm bưng một đĩa dứa đặt lên bàn trà. Nhìn thấy dáng vẻ cùng nhau làm việc của đôi vợ chồng trẻ khiến bà vui mừng gấp bội, vợ chồng nên chung sống như thế này. Sau khi đặt đĩa dứa xuống, Tô Cầm bèn lui sang một bên không dám gây ra tiếng động vì sợ làm phiền hai người bọn họ. Ninh Mộng Nghiên phân tích cẩn thận tình huống có thể xảy ra ngày hôm đó, cũng như sắp xếp lại máy móc thiết bị, vị trí nhân sự,
góc nhìn từng khu vực sao cho hợp lý nhất có thể. Ở phương diện này phụ nữ như cô sẽ có ưu thế hơn bởi vì mỗi một chi tiết đều sẽ được cô suy xét tương đối chu toàn. Đổi lại nếu người làm việc này là Giang Sách thì nhất định anh sẽ làm rất cẩu thả, đến lúc đó không biết có bao nhiêu con thiêu thân sẽ đâm đầu vào ngõ cụt nữa, cho nên Giang Sách dứt khoát không làm, cứ ngồi một chỗ chăm chú nhìn Đinh Mộng Nghiên. Đinh Mộng Nghiên đầy nhiệt huyết nói đến mức trên trán đầy mồ hôi nhưng Giang Sách vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười kỳ quái. Rốt cục Đinh Mộng Nghiên cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô quay đầu nhìn Giang Sách, ông xã, anh làm gì thế? Em đang trao đổi công việc với anh đấy, anh ngồi đó không những không làm việc mà còn bày đủ cách để chen ngang, cuối cùng anh muốn thế nào hả? Giang Sách nhún vai, anh cảm thấy một mình em làm việc này là đủ rồi. Thế còn anh? Anh hả, anh phụ trách nhìn em, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. Trên đời này chưa bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp thôi, mà anh chính là đôi mắt phát hiện ra vẻ đẹp của em. Đinh Mộng Nghiên tức giận đến mức trợn trừng mắt. Cô cũng không biết Giang Sách bắt đầu trở nên xến xúa như vậy từ bao giờ, trước kia anh không hề như thế. Thật ra tình yêu có thể thay đổi tính cách của một người, hai người yêu nhau được bao bọc trong một hũ mật ngọt ngào ấm áp thì cho dù là trái tim sắt thép như chiến thần Tu La cũng sẽ bị hòa tan dần dần theo thời gian. Nói một cách khách quan, Giang Sách đã vô thức bị Đinh Mộng Nghiên thay đổi. Trong lúc hai người vẫn còn đang tán tỉnh nhau, bỗng điện thoại của Giang Sách vang lên. Anh cầm lên xem vừa nhìn vào màn hình thì nụ cười trên môi cũng theo đó biến mất, là một dãy số lạ. Sao một người xa lạ lại biết số điện thoại của anh? Sao một người xa lạ lại muốn tìm anh? Giang Sách nhận cuộc gọi nhưng không trả lời vội. Xin chào, đây có phải số điện thoại giám đốc Giang Sách không? Giọng một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia. Là tôi, Giang Sách trực tiếp thừa nhận. Giám đốc Giang, nghe hãy anh nói. Tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh. Đoạn hội thoại kế tiếp khiến Giang Sách lâm vào trầm tư. Thời gian dần dần trôi qua, ngoài trời đã bắt đầu tối đen như mực, vầng trăng ngày càng nhô lên cao như một chiếc lưỡi liềm treo trong màn đêm đen, hàng nghìn ngọn đèn được bật sáng trong các ngôi nhà, dường như mọi âm thanh đều trở nên vắng lặng. Nhưng trong một đêm tưởng chừng như rất bình thường này lại xảy ra những chuyện không hề bình thường. Bên ngoài nhà kho của châu báu hằng tinh có một nhóm người lén lút trèo tường đi vào, băng qua bức tường, bọn họ vận chuyển những thùng đồ gì đó trông rất nặng vào bên trong. Sau đó lặng lẽ vận chuyển hàng chục thùng hàng đến trước cửa nhà kho, đến khi xác định không có ai phát hiện thì một người trong số đó lấy ra một cái chìa khóa đã được chuẩn bị sẵn mở cửa kho hàng, tiếp đó bọn họ vận chuyển toàn bộ số đá thô vào trong kho một cách công khai, khui thùng hàng và cho những viên đá thô tạp nham vào bên trong. Chỉ trong khoảng một giờ, toàn bộ số đá thô của kho hàng đều bị đánh cháo. Cuối cùng bọn họ đi theo đường cũ trở về, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã có thể đánh cháo tất cả những viên đá thô cực phẩm trong kho hàng của châu báu hằng tinh. Lúc này, ở bên ngoài kho hàng có một chiếc ô tô màu xám đang đậu ở ven đường, có một người đàn ông ngồi trong xe chính là Rip. Cửa xe bị mở ra, Đan Long Hưng vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển nói, Tổng Giám Đốc, tôi đã hoàn thành tất cả mọi chuyện mà anh đã căn dặn. Tất cả đá thô trong kho hàng của châu báu hằng tinh đều bị người của chúng ta đánh cháo bằng đá thô tạp nham. Nhờ lần Ly Mưu Hoán Thái Tử này mà chúng ta kiếm được một khoản tiền khá lớn đó. Chuyện kiếm tiền chỉ là thuận tay mà thôi, đây không phải mục đích của Rip, mục đích thật sự của anh ta là khiến Giang Sách thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Bây giờ những viên đá thô trong kho hàng của châu báu hằng tinh đều là những viên đá thô tạp nham mà Rip mua lúc trước, ha ha. Chờ đến ngày phát sóng trực tiếp Giang Sách sẽ mất sạch thể diện trước mặt tất cả mọi người trên toàn cầu, châu báu hằng tinh sẽ hoàn toàn sụp đổ vì chuyện này. Lúc trước Giang Sách lợi dụng nguồn đá thô tạp nham để hãm hại Rip, lần này Rip muốn dùng gậy ông đập lưng ông để đưa số đá thô tạp nham này hãm hại ngược lại Giang Sách. Ma cao một thước ma cao một trượng, đừng ai mong sẽ được sống yên ổn. Rip nói, nhanh chóng giấu tất cả số đá thô vừa đánh cháo cho cẩn thận, đừng để lộ ra dấu vết. Mấy hôm nay cố gắng đừng tạo ra động tĩnh gì. Đan Long Hưng gật đầu, đã hiểu, hiểu rõ rồi. Tôi nhất định sẽ giấu chúng thật kỹ, cho dù Giang Sách có đâm đầu vào chỗ chết cũng đừng mong tìm được. Rút đi. Vâng. Đan Long Hưng phất tay, dẫn đám thuộc hạ đi giấu số đá thô vừa đánh cháo, còn Rip cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Mở cửa sổ xe, không khí mát mẻ ở bên ngoài thổi vào khiến tâm trạng của anh ta cảm thấy dễ chịu hơn. Ông Ngô, cho tôi thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau, tôi sẽ khiến Giang Sách hoàn toàn xong đời,
đến lúc đó tôi sẽ đến thủ đô chịu tội với ông sau. Rip muốn dồn Giang Sách vào chỗ chết, chỉ có như vậy anh ta mới có thể yên tâm rời đi. Anh ta muốn tận mắt chứng kiến cảnh Giang Sách đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng, muốn tận mắt chứng kiến châu báu hằng tinh sụp đổ, muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử, anh ta rất muốn thấy điều đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 815.